Chúng ta biết là ai ở đây cũng có một khoản tiền dư không dùng đến. Thế nên họ luôn luôn nghĩ là tôi sẽ dùng nó. Nhưng có những người để 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm mới không dùng tới. Tôi nói đúng không? Chúng ta luôn luôn có một khoản như vậy. Thì đã ai cũng có. Thế hỏi là vốn, không có thì làm gì? Làm gì cả nhà? Đi vậy. Rồi, đòn bẩy, có những dạng đòn bẩy gì để chúng ta áp dụng được? Đầu tiên, dạng đầu tiên này, tiền của người khác, biết chưa? Tiền của người khác. Đòn bẩy số 1, tiền của người khác. Tiền của người khác là như nào? Tiền của người khác là như nào cả nhà? Mọi người kinh doanh luôn luôn nghĩ là ô em không có vốn. Em không có vốn, bây giờ em sẽ tích lũy để em đi làm. Để tích lũy bao giờ cho nó có. Để nói những thứ rõ ràng đối với chúng ta, không nói về cơ hội kinh doanh. Nói về mua đất là thứ rõ ràng nhất mà mọi người đều tin là mua đất là tài sản đúng không? Thế miếng đất đó 1 tỷ mà thu nhập của chúng ta là 10 triệu một tháng. Thế thì hỏi bạn tích lũy bao nhiêu lâu thì bạn sẽ có được 1 tỷ để mua đất? Bao nhiêu năm? 10 năm. Những điều kiện ấy là không được tiêu nó. Trong 10 năm bạn có không tiêu được không? Một bộ quần áo mặc mãi được không? Không. Không ăn, trẹo mồm. Không được. Thế này phải tiêu. 10 triệu có đủ sống không? Ở thời đại này, 10 triệu không làm lên cơm cháo gì hết. Phải vậy không cả nhà? Chỉ cơ bản được thôi. Thế cho nên là, ô miếng đất, em sẽ tích lũy 10 năm. Và có người tích lũy được 10 năm đấy các bạn. Kiểu người nào cũng có nha, nó chỉ ăn mì tôm qua ngày thôi. Và 10 năm sau ô đất nó lên 3 tỷ mất rồi. Thôi lại thêm 20 năm nữa đi. 20 năm sau nó lên 6 tỷ. Thôi, chuyển kiếp. Với cách làm như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể đạt được những điều chúng ta muốn. Phải vậy không? Thế cho nên chúng ta phải biết cách là sử dụng vốn. Gọi là biết vay vốn. Ngân hàng cho vay, người khác cho vay. Chúng ta biết là ai ở đây cũng có một khoản tiền dư không dùng đến. Thế nên họ luôn luôn nghĩ là tôi sẽ dùng nó. Nhưng có những người để 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm mới không dùng tới. Tôi nói đúng không? Chúng ta luôn luôn có một khoản như vậy. Thì đã ai cũng có. Thế hỏi là vốn, không có thì làm gì? Làm gì cả nhà? Đi vay. Bạn hỏi những người kinh doanh chuyên nghiệp ấy, chuẩn bị đầu tư một dự án mới thì họ làm gì? Chắc chắn luôn là đi vay. Trong các công ty mà quy mô bài bản ấy, nó có phòng kế toán, nó cũng có phòng tài chính. Phòng kế toán là thống kê các con số, các số liệu. Còn phòng tài chính là làm gì? Là tính toán xem là mình có thể đi vay được ở đâu, huy động vốn được ở đâu để làm dự án hay dự án kia. Đấy, công ty nào nó chả có. Thế với chúng ta thì lại cứ thích là tự góp, tự tích lũy. Thì bao giờ mới làm được? Cơ hội nó qua lâu rồi. Hiểu không cả nhà? Tiền của người khác, ai cũng có một khoản tiền dư, đấy là đối với cá nhân. Rồi ngân hàng là đơn vị cho vay, là thằng cho vay dễ tính nhất đấy, ngân hàng. Nếu bạn là một người uy tín, bạn bảo ôi em uy tín lắm, đúng không? Em có tài sản hoặc không có tài sản thì bạn có bảng lương. Bây giờ nó có nhiều hình thức cho vay, hoặc cho vay mua nhà, cho vay mua xe, đủ thứ, cho vay để sản xuất kinh doanh, có rất là nhiều thứ rồi. Thế đấy, người ta cho vay đấy. Một là tư duy của người giàu là biết dùng tiền của người khác. Viết xuống đi. Người giàu là người... trả
Thậm chí đến những cái trường hợp mình không làm ăn được thì bây giờ xoay chỗ này đập chỗ kia là phương án của nhiều người rồi. Có đúng không? Cứ xoay mãi thì kiểu gì cuối cùng cũng xong xuôi thôi. Rồi đợi đến một ngày thị trường nó hồi phục lại hoặc là công việc trở nên tốt hơn là đẻ được ra tiền ở cái công việc đấy, là có tiền trả. Rồi bạn có những cái trường hợp nó gọi là gì ạ? Khất nợ, là ngồi trực tiếp với chủ nợ bảo là em hết khả năng làm rồi. Công việc kém quá rồi, thôi anh để cho em từ từ để em làm lại đã. Và vẫn ok luôn. Có những trường hợp như vậy không? Thế đâu phải vay nợ là gì gây gớm đâu. Để chúng ta sẽ thấy đây, vấn đề là mình dám đối diện hay không thôi. Nha các bạn nha. Dùng tiền của người khác. Tất nhiên phải nghe cái đấy mà sau này đi vay xong bắt đầu là bùng quịt các thứ nhỉ. Rõ ràng là dùng tiền của người khác là phải có những kế hoạch để trả nợ rất là rõ ràng, trả lãi bao nhiêu, rồi thời gian khi nào trả. Nha, nhớ hai cái yếu tố đó thì dễ vay hơn. Một là lãi bao nhiêu và hai là khi nào trả. Bạn nên viết xuống đi, sau này nếu có đi vay thì à, có tiền đi vay à, hỏi vay cái ngày này sẽ trả và khi trả thì sẽ trả lãi thêm từng này. Ví dụ ngân hàng nó đang cho bao nhiêu, bạn có thể thấp hơn, bằng hoặc cao hơn tùy vào cái năng lực của bạn. Ví dụ bạn vay cá nhân ấy, bạn rất là rõ ràng như vậy thì người ta sẽ dễ cho vay, chứ hỏi có tiền không cho vay cái, hỏi vay cái. Nhưng không có dữ liệu gì đi kèm cả. Thế lúc này trong đầu của nó bảo là cái gì ạ? Cho vay là mất, mà cất thì là còn. Còn kia mình hỏi mình có dữ liệu là tôi sẽ trả lãi và trả rất là đúng hẹn. Thì chắc chắn luôn là người ta biết là à, hời rồi, đúng không ạ? Rồi người này đã từng rất đúng hẹn thì có uy tín, thì nói cho thôi, cho vay không nghĩ. Đấy là cách đấy. Còn mà hỏi vay người này người kia không vay được thì lại xem lại cái gì cả nhà? Hả? Xem lại mình ăn ở ra làm sao? Mà không ai đồng ý cho mình vay cả. Đấy cách ăn ở của mình. Mình không ăn ở xấu đâu nha. Nhưng có một vấn đề là cái năng lực bạn thể hiện ra không làm cho người ta tin tưởng. Thế hàng ngày cứ hiền hiền lành lành cũng không phải là cái điều có thể giúp cho bạn được đâu. Mạnh mẽ lên, trí tuệ lên, đúng không ạ? Tự tin hơn, quyết đoán hơn thì lúc đấy người ta mới tin tưởng là giao tiền. Ví dụ như là chồng, như là bố mẹ, họ có tiền nhưng họ cũng không đồng ý. Vì sao? Vậy nhìn tướng của em thì làm sao được? Tôi nói điều này đúng không? Thế cho nên là không cho, chứ có phải là tại mình ăn ở không tốt đâu. Nhiều người bảo xem lại ăn ở đấy. Ăn ở tốt, nhưng tướng này không làm được. Thế lúc đấy mình mới phải học đấy. Mình phải làm, mình phải mạnh mẽ hơn, mình phải quyết đoán hơn. Thế khi mà bạn là người có năng lực ấy, thì người ta lại tìm đến bạn để đưa tiền cho bạn làm. Tôi sáng nay có đơn vị hỏi anh, công ty của anh làm mảng gì? Thế tôi bảo công ty của anh ấy, nó bên đấy là bên chuyên về vốn và huy động vốn. Tôi bảo bên anh là chuyên một là giáo dục và hai là sản xuất sản phẩm. Ở bên anh có cần vốn không? Rồi tôi có ông bạn ngân hàng ở Vietcombank chi nhánh ở trong Sài Gòn, giám đốc ngân hàng mảng cho vay, mảng tín dụng. Cứ lâu lâu hỏi ấy, giải ông đi cà phê, giám đốc mảng tín dụng rủ mình đi cà phê để làm gì? Để vay. Tôi hỏi anh một năm chỉ tiêu cho vay của anh cao không? Và đâu đó khoảng là 750 tỷ. Rồi lâu lâu mà anh bị người ta trả nợ ấy, bị trả nợ ấy, thì anh lại phải cố gắng anh thúc đẩy nhân viên để cho chúng nó giải ngân cho vay thêm. Bao giờ cho vay nhớ gọi anh nha, bao giờ vay nhớ gọi anh nha. Mình thì đang muốn đi vay, đúng không? Sợ trả nợ. Thằng ngân hàng cũng sợ bị trả nợ luôn. Hai thằng đều sợ. Khi bạn có năng lực thì người ta sẽ sẵn sàng đưa tiền cho bạn làm. Hiểu không? Còn khi mình không có năng lực thì chả có ai, kể cả bố mẹ bạn, kể cả người thân nhất là chồng của bạn, vợ của bạn cũng không đồng ý. Vậy tiền không phải vấn đề. Tiền của người khác không bao giờ là vấn đề, mà vấn đề là cái gì của mình. Là năng lực của mình. Đấy, bạn viết xuống đi. Năng lực của mình quyết định mình sẽ có bao nhiêu tiền. Năng lực của mình sẽ quyết định là mình sẽ có bao nhiêu tiền. Năng lực của mình sẽ quyết định mình sẽ có bao nhiêu tiền. Thế bây giờ về mà đi vay ấy, biết ngay năng lực của mình đến đâu. Người ta không cho vay là mình biết rồi đấy, đúng không?
Ngày xưa có người người ta dạy cái bài là bây bạn đi vay tiền đi thì bạn sẽ biết là đâu là bạn thật. Có người người ta đi dạy như thế. Đâu là bạn thật của bạn, còn đâu là bè. Giờ bạn là người sẵn sàng giơ tay ra giúp chúng ta lúc khó khăn. Có đúng không? Nhưng bạn đấy nó chỉ trong gọi là truyền thuyết thôi. Ở trong chuyện cổ tích. Chứ giờ nó thực tế rồi. Gia đình cũng thế. Vì hôm vừa rồi tôi đọc cái bài báo là Sắc Phú của Săn Hau. Tôi xem sắc tanh ấy. Sắc Phú. Và tôi đã từng cho vay rất nhiều tiền và tất cả gần như không có ai trả lại cho tôi cả. Thì kinh nghiệm của tôi một là không cho vay và hai là đã cho vay thì xác định là cho luôn. Và tôi cũng nói cái điều đấy y hệt từ lâu. Một là không cho vay và hai đã cho vay thì là cho luôn, cho luôn. Thì hãng cho vay, còn không đừng cho. Và cái tư duy là bây phải đi hỏi vay để xem ai là bạn ấy thì đừng. Bởi vì mà hỏi xong một phát là mất hết. Chả ai cho vay hết. Mất hết. Hiểu không ạ? Lúc đấy mình phải xem lại mình chứ không phải đi trách bạn. Tôi cũng có nhiều thằng như vậy học xong nhắn tin cho tôi: Nam ơi có tiền không cho anh vay. Tôi bảo không, không có đâu, tiền đang làm ăn không có. Và sau này không bao giờ thấy nhắn tin gọi điện gì nữa cả. Thôi mất bạn rồi. Thì mình có quan trọng gì nó đâu. Mình không cho vay thì mình quan trọng gì nó đâu. Đúng không? Nó cũng không chơi với mình nữa. Thế ý là như thế. Nhìn cái tướng của ông cả năm cả đời chả gặp bao giờ, lâu lâu tương tác trên Facebook cái xong lại hỏi vay tiền. Mà kể cả bạn thật cạnh nhà cũng thế. Bây giờ chúng ta lớn hết rồi, có gia đình hết rồi. Thằng nào có tài sản thằng đấy phải. Phải giữ đâu, phải mày gọi một cuộc cái là tiền tao xuất ra ngay đâu. Đồng ý không cả nhà? Ê, cho mày vay tiền mày không trả thì vợ tao làm sao? Con tao làm sao? Bố mẹ tao làm sao? Công việc công ty của tao đội ngũ thì làm sao? Bạn hiểu điều đấy không? Đôi khi mình bị cảm tính. Một là người ta hỏi vay, mình chạy vậy mọi chỗ mình cho vay. Thế thì phần đằng sau thì sao? Họ không cho, họ không trả nợ. Thế gia đình bạn sẽ thế nào đây? Hiểu điều này không? Rồi đôi khi chúng ta đi vay cũng thế, chúng ta cũng không trả nợ đúng hẹn. Thế thì những người cho chúng ta vay sẽ thế nào đây? Đấy, cho nên phải uy tín. Nha. Trong kinh doanh, uy tín là quan trọng nhất. Đấy. Trong kinh doanh, thì thực ra là trên đời, sống ở đời thì uy tín là quan trọng. Nhưng chúng ta đang học về kinh doanh. Uy tín là số một. Tất cả mọi thứ quan trọng thì uy tín là quan trọng nhất. Không chém gió, không nói phét, không hứa hẹn. Bởi vì tất cả những thứ đấy nó sẽ liên quan đến cái gì cả nhà? Uy tín, uy tín, uy tín. Không nói phét, không chém gió, không thể hiện ta đây. Nha. Tất cả nó đều thể hiện vào cái uy tín của bạn.